Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Hiếu Minh Alo sự kiện bên em. Thì ngày hôm nay em xin được cập nhật cũng như là giới thiệu đến tất cả các bác một là dòng bát sắp 50. Phải nói là cái phân khúc này là một cái phân khúc nhập khẩu vô cùng hợp lý cũng như là cái chất âm chất tiếng ấy rất là tuyệt vời và vượt trội trong tầm giá. Thì cái dòng bát này là một cái dòng bát mà hiện tại bên em cũng đã vừa mới cập nhật về hàng và đem về cũng khoảng tầm độ gần 100 đôi. Thì đợt vừa rồi thì cũng rất là may mắn được các bác tin tưởng ủng hộ bên em. Thì thôi không phải để các bác chờ lâu nữa, đó chính là một cái dòng bát rời RCF đít lồi. Đây, như các bác có thể nhìn thấy đây, đó chính là em bát đó. Đây, em bát này thuộc dòng bát 50 với từ đường kính từ là 220 và sử dụng cái đường kính côn là 100 các bác nhé, đường kính côn là 100 các bác nhé. Thì em này thì để mà phân biệt thì chắc các bác cũng biết rồi, dòng này là dòng RCF đít lồi, nó thật sự các bác là RCF đít lồi hàng nhập khẩu Trung Quốc. Và em muốn nhấn mạnh cái điểm của nó ở đây là gì? Thứ nhất là cái dòng này là cái phân khúc mà em đã gọi là để cho các bác mà ghép này, các bác ghép súp này với các chiếc súp đơn sử dụng gia đình cũng như sử dụng sự kiện, hay chiếc súp kép sử dụng sự kiện. Với cái chiếc bát này thì thực sự là rất là dễ ghép với các cái vỏ thùng, với cấu tạo của nó thì phải nói là rất là tuyệt vời rồi các bạn. Đấy, các bác còn nhìn thấy không? Đường kính từ này, đường kính từ rất là ấy, và bích từ rất là dày. Đó, bích từ rất là dày luôn, các bác thấy không? Từ rất là dày. Và dòng này là dòng bát nhập khẩu các bác nhé, với các cái tính toán khi đựng học của nhà hãng RCF ở đây là cùng các cái kẽ hở này để thỏa hơi nhiệt khi mà chiếc bát chiếc màng bát này đánh thì có các cái dao động, khi dao động sẽ giúp các cái hơi khí và nó sẽ toát hơi nhiệt côn ra các đường kẽ này nhỉ các bác nhé, cũng như là đằng ở bên trên này các bác có thể lấy camera cho anh xíu đây, xoay lên trên này, cái đít bát này, đó, có 8 cái chiếc lỗ, đấy, 8 chiếc lỗ và dưới cái, đây, cũng cái lưới này, cũng là một cái lỗ thông để giúp cái giải nhiệt côn nhanh nhất, giúp chiếc bát này hoạt động bền bỉ. Và em này thuộc dạng là hỏng xương gang đúc liền nha các bác nhé. Đấy, các bác nghe không, đấy là xương gang đúc liền các bác ạ. Đấy, và đặc biệt là đây, thì với các thiết kế của dòng nhà RCF thì chắc là các bác cũng biết rồi, dòng nhà RCF về các cái phân khúc nhập khẩu này của bên em ấy thì thường sẽ là thiết kế ba gân đấy, ba gân với gân vải tầm dầu ba lớp các bác nhé, mặt trên, mặt dưới và mặt dưới đây, và các cái lớp giáp danh đây đều là được tẩm dầu hết các bác. Màng thì màng được dập các cái lan sóng giúp mà tái tạo các cái giải âm bay âm mít lao tốt hơn. Và đặc biệt em này thì với cái công suất gọi là thực sự với các bác luôn là công suất cực kỳ dễ phối ghép các cái đầy cũng như là các chiếc đầy cũng như là các cái chiếc sắp của bác, mà thực sự bác độ nhạy rất là tốt. Em này thì có gọi là RMS có 600W thôi đấy, 600W đấy, và pick của em nó lên được 1400W các bác nhé. Đấy, một cái thông số rất là ấn tượng, và độ nhạy em này gọi là vào rơi vào 100 cộng trừ 2 dB các bác nhé. Đấy, tức là cái độ nhạy rất là tốt rồi. Đấy, mời các bác cùng đi xem qua một vòng. Đấy, đầu tiên thì các bác nhìn các lớp gân này. Đấy, các cái dòng nhập khẩu này thì thường thường là lớp gân sẽ là gân vải tầm dầu 3 lớp bác nhé, 3 gân này. Đấy, 3 gân này các bác, đấy các bác nhìn không? Và đây, nón đây các bác nhìn này. Đấy, cái nón này các cái đường keo rất là chi tiết. Đó. Và nón này thuộc dạng nón sần các bác nhé. Đấy, nón sần. Các bác thấy không? Và đặc biệt các cái thiết kế của các màng lớp này thì được tạo các cái lớp gân sóng này giúp tái tạo âm bay cũng như là các cái giải bát sâu rất là tốt. Đây, và bây giờ thì mời các bác cùng đi xem qua cái bên trong gân nhện của em nó. Đây, đây là gân này. Phần dâu này. Đấy đó. Và đặc biệt em này thì các cái gân nhện này vẫn là thiết kế rất là trau chuốt. Thì với cái dòng bát này thì chắc là em cũng đã lên sóng lên kênh với các bác rồi, và một số các bác cũng đã sử dụng các em bát này về nâng cấp các cái chiếc súp cũng như là nâng cấp các cái chiếc loa mà cái mấy bác giáp loa kéo ấy. Đấy, thì thường thường sẽ lấy một chiếc bát 50 để cô để dùng phân tần đánh các cái giải sâu hơn, chẳng hạn như phân tần phun đôi ạ, đánh các giải sâu hơn thì các bác cũng sẽ ghép chiếc bát 50 để vào để vừa lấy cái giải bát sâu bát súp, mà chúng ta ghép các cái chiếc loa kéo dàn cái là dàn loa kéo dàn loa di động ấy, không cần phải không cần phải dùng súp các bác nhé. Và đặc biệt với
cặp bát này hiện tại bên em đang có một mức giá cực kỳ tốt các bác nhé. Hiện tại bên em đang có mức giá là 3 triệu đồng trên một cặp này nhé, và 1.500.000 đồng một chiếc các bác nhé. Với các dòng bát này thì bên em có bán rời một chiếc một để cho các bác có thể nâng cấp các cái chiếc súp ở gia đình nhà mình bị hỏng bị hỏng côn này, hay là bị nói chung là bị lỗi, thì các bác có thể nâng cấp với chiếc bát súp này nhé. Phải nói là một cái phân khúc với giá vô cùng hợp lý, chỉ 3 triệu đồng một cặp thôi các bác nhé. Ok, em vừa giới thiệu các bác đến một dòng bát súp rất là tuyệt vời trong tầm giá cũng như là khả năng phối ghép và cái khả năng kết hợp với các cái chiếc vỏ thùng ở Việt Nam mình, ở Việt Nam cũng như các cái của các cái nhà hãng khác rất là tốt và tuyệt vời. Đấy, mọi chi tiết thì mời các bác cùng liên hệ ngay số hotline cho em nhé. Em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cũng như là tư vấn các bác cụ thể được nhiều hơn. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.